Chiều 6 tháng 1, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà Tết năm gia đình chính sách ở phường Tân Dĩnh Hiệp, thị xã Tân Nguyên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các gia đình trong công cuộc xây dựng quê hương thời kỳ đổi mới, luôn phát huy sự gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tết nguyên đáng gần kề, lãnh đạo tỉnh tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 3 triệu 500 ngàn đồng, gồm tiền mặt và quà Tết, chúc các gia đình đón xuân vui tươi. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc để các gia đình nghèo trẻ em công nhân xa quê có hoàn cảnh khó khăn, có thêm điều kiện đón Tết. Đoàn lãnh đạo tỉnh và thị xã Tân Nguyên đã tặng 30 phần quà cho hộ nghèo, mỗi phần 1 triệu 500 ngàn đồng. 20 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 50 phần quà cho công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, mỗi phần 1 triệu đồng.